đem tiền theo nhau tí, đem tiền theo. Hồi đó giờ ở đây bao nhiêu lần chưa mày đi vô góc này nha, bao nhiêu mày đi góc này nè. Cái này là gì mà tí? Chợ. Chợ gì? Chợ Vương Xoài. Chợ Vương Xoài. Chứ đâu phải là chợ Vườn Xoài đúng không? Dạ đúng rồi. Ở ngoài mình là nhà chỗ Vườn Xoài. Dạ dạ. Mình quất có giống vậy không à? Đúng chứ, em ăn ớt được không? Được. Hiểu rồi. Tại sao tại sao là cô Bảy vậy? Tên cô bà. Xã tôi. Bà xã là cô Bảy. Anh là chồng bà xã. Cũng như mà tại sao đến cái là chợ Bùi Phát với chợ Bùi Sợi khác nhau vậy? Dạ. Chợ Bùi Phát với chợ Bùi Sợi khác nhau gì? Khác nhau, chợ này là chợ Bùi Phát.
Lươn xoài là xoài chi kia. Ờ, kia. Lươn xoài là nhà có lươn xoài chứ không có chợ. Thấy chưa? Thấy chưa? Xài. Dân dân ở đây mà còn không biết được chợ vườn xoài nữa. Vườn xoài. À. Giờ là chờ đây chờ Bùi Phát. Chợ Bùi Xoài này cũng mình có tóc vợ. Dạ. Wow, bơ bừa giờ khổng lồ vậy đó hả? Bơ bừa khổng lồ ha. Đó. Đó. Mẹ ơi để gì đây mẹ ơi? Năm ngàn cái tô. Dạ con ở đây. Dạ, ở đâu? Ủa, Nguyệt đâu rồi?